Trên tất cả con đường quanh co mà ta đã đi qua, có lẽ con đường đẹp nhất là con đường ta tay trong tay cùng một ai đó. Con đường ghi dấu biết bao kỷ niệm. Con đường mà ta đi mãi, chẳng muốn về. Hạo và Tú cũng có một con đường như thế. Sự sắp đặt của định mệnh đã dẫn lối họ vào cùng một công ty, để rồi trên chính con đường đi làm về ngày ngày đã trở thành nơi bắt đầu tình yêu của đôi bạn trẻ. Vốn dĩ Hạo là một chàng trai trầm tính và chững chạc, còn Tú một cô gái chu đáo, dịu dàng, nên câu chuyện tình yêu của họ không quá nồng nàn, lãng mạn, song lại rất đổi dung dị, chân thành. Chỉ cần ở cạnh nhau, niềm vui từ trong ánh mắt đã đủ rạng ngời, lấp lánh. Con đường mà trong ngần ấy năm đã đi cùng nhau, bây giờ vẫn thế, chỉ khác là họ không còn phải nói lời tạm biệt nhau ở một khúc cua hay lối rẽ nào nữa. Vì giờ đây, họ đã chính thức cùng nhau đi hết trọn vẹn con đường đó để về chung một nhà, chung một tổ ấm, cùng chung đôi trên một con đường mang tên hạnh phúc. Chào đón toàn thể quý vị quan khách đã có mặt trong tiệc lễ thành hôn của chú rể Gia Hậu và cô dâu Cẩm Tú được tổ chức tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Tân Sơn Nhất Babylon. Trước sự chứng kiến của tất cả quý vị quan khách, chú rể Gia Hậu và cô dâu Cẩm Tú của chúng ta sẽ cùng nhau mở ra trang sử mới của cuộc đời mình là tình yêu hôn nhân và cùng nhau xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chú rể Gia Hậu và cô dâu Cẩm Tú xin phép được ra mắt và kính chào tất cả quý vị quan khách. Về phía đại diện họ nhà trai, trân trọng kính mời ông Nguyễn Chiến, bà Huỳnh Thị Yến là song thân của chú rể. Ông Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Sao Quê là song thân của cô dâu. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho đại diện họ nhà gái, thưa quý vị. Hôm nay ngày 29 tháng 10 2023, gia tộc họ nhà trai chúng tôi đến đây để xin làm lễ thành hôn cho hai cháu Gia Hạo và Cẩm Tú. Gia tộc họ nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị mâm sính lễ bao gồm một mâm trầu cao, một mâm rượu trà, một mâm trang sức. Kính mong gia tộc họ nhà gái chấp thuận và đồng ý để hai cháu được nên duyên vợ chồng. Hôm nay tôi đồng ý để cho gia đình họ nhà trai đến đón con gái tôi về làm dâu và chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Và sẵn đây có xin gửi là vài lời gửi gắm là từ nay con gái tôi về làm dâu gia đình xin quý vị thương cháu và bỏ qua những lỗi lầm của cháu nếu có. Tốt và làm tròn bổn phận dâu hiền cũng như chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Mẹ chúc hai con được mãi mãi hạnh phúc. Con xin cảm ơn gia đình, cha mẹ, họ hàng hai bên và bạn bè đã có mặt trong buổi lễ này. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng con, tạo điều kiện cho chúng con được thành đôi. Cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em trong gia đình mình đã luôn yêu thương, luôn bên cạnh ủng hộ chúng con và chuẩn bị những món quà hết sức ý nghĩa dành cho hai vợ chồng con. Tôi xin tuyên bố kể từ nay hai gia tộc chúng ta chính thức kết tình thông gia và hai cháu chính thức là dâu và rể của hai bên gia đình.
và chúng tôi hy vọng hai cháu sẽ yêu thương và cùng nhau sát cánh trên con đường đời, làm tròn bổn phận con cháu và hiếu thuận với cả hai bên gia đình. Thưa quý ông, quý bà, quý cô bác, hai họ, quý vị bạn bè thân hữu đến tham dự. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023. Được sự thống nhất của hai gia đình cho phép hai con tổ chức lễ thành hôn. Do đó, chúng tôi, hai gia đình đã mời quý vị đến tham dự. Không gì hơn là chúng tôi vô cùng vui mừng và trân trọng cảm ơn. Xin mời quý vị có một buổi tiệc thân mật cùng với gia đình và hai cháu. Chúc mọi người ngon miệng vui vẻ. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, và giờ đây thì chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị cùng nâng ly để chúc mừng cho ngày vui hôm nay. Nào, 1, 2, 3.